Đảo Palawan của Philippines được y chọn là đảo đẹp nhất thế giới. Đảo Palawan của Philippines đứng đầu danh sách 10 hòn đảo đẹp nhất thế giới trong một cuộc khảo sát do Nguyệt Sang, Mi Intersen, rất thú vị, của Tây Ban Nha tiến hành với các ứng dụng trí tuệ nhân tạo GPT-4 của OpenAI và công bố ngày 13 tháng 8. Các chuyên gia của tạp chí chuyên về khoa học thường thức được xuất bản tại hơn 10 quốc gia với hơn 350.000 ấn bản. Số này đánh giá cao tính hữu ích của AI trong những bình chọn dưới hình thức này. Và kết quả chọn lựa của trí tuệ nhân tạo lần này khá trùng khớp với các đánh giá của các chuyên trang chỉ dẫn du lịch. Palawan, thường được gọi là biên giới cuối cùng của Philippines, nổi tiếng với công viên quốc gia sông ngầm Puto Princesa, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng dòng sông dưới lòng đất dài tới 8,2 km cùng những vẻ đẹp nên thơ khác. Công viên này đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là di sản thế giới. Đứng thứ hai trong danh sách các hòn đảo đẹp nhất thế giới do AI chọn lựa là quần đảo Seychelles tại Ấn Độ Dương, nổi bật với những bãi biển cát trắng, những động vật đặc hữu quý hiếm cùng cảnh quan đáy biển vô cùng ấn tượng. Đảo Bora Bora tại Polynesia thuộc Pháp còn được mệnh danh là Hòn Ngọc Thái Bình Dương, đứng thứ ba trong danh sách nhờ những khu nghỉ dưỡng xa hoa, cảnh quan đời sống biển ngoạn mục và ngọn núi biểu tượng Otemanu phủ kín thảm thực vật độc đáo. Những vị trí tiếp theo trong danh sách này lần lượt là Santorin của Hy Lạp, nổi tiếng với những cảnh hoàng hôn mãn nhãn, Maldives, thiên đường của các rạn san hô tại Ấn Độ Dương và nơi sinh sống của hơn 2.000 loài cá, Mau, hòn đảo lớn thứ hai và hấp dẫn du khách nhất tại Hawaii, Mỹ, nhưng mới bị thần lửa tấn công, quần đảo Galapagos của Ecuador, nơi có hệ sinh thái nguyên sơ và khép kín từng là cảm hứng giúp nhà bác học lỗi lạc Charles Darwin phát triển thuyết tiến hóa. Bali của Indonesia, Zanzibar của Tanzania, Rau Ai cũng thuộc Hawaii và Madagascar. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.